Ở tuổi 36, diễn viên Doãn Quốc Đam sống kín tiếng, ít khi chia sẻ về cuộc sống riêng với truyền thông. Nam diễn viên đang có cuộc hôn nhân viên mãn bên vợ ngoài ngành. Loạt ảnh cưới cách đây 7 năm của Doãn Quốc Đam vừa gây sốt sau khi được chia sẻ lại. Năm 2017, Doãn Quốc Đam tổ chức lễ cưới ở quê nhà Thái Nguyên với bà xã ngoài ngành. Vốn kín tiếng, nam diễn viên không công khai các hình ảnh về ngày trọng đại lên trang cá nhân. Tuy nhiên, bạn bè đồng nghiệp đã chia sẻ một số hình ảnh chụp tại hôn lễ lên mạng xã hội. Được biết, vợ Doãn Quốc Đam tên Thu Thảo, không hoạt động trong giới giải trí. Cả hai quyết định về chung một nhà sau 2 năm hẹn hò. Theo truyền thông đưa tin, bà xã nam diễn viên làm việc ở lĩnh vực cưới hỏi. Trong hôn lễ, cô dâu diện váy cưới màu trắng trễ vai, đính kim sa lấp lánh. Không hoạt động nghệ thuật nhưng vợ Doãn Quốc Đam lại có ngoại hình ưa nhìn, không thua kém các diễn viên Bis. Khoảnh khắc cô ngồi trang điểm trước GG cũng được chia sẻ lại sau 7 năm. Doãn Quốc Đam diện vest đen lịch lãm, cười hạnh phúc bên bà xã. Vợ chồng nam diễn viên trông rất đẹp đôi. Cuộc sống hôn nhân kín tiếng, viên mãn kéo dài đến nay đã 7 năm, được nhiều người ngưỡng mộ. Theo chia sẻ của sao nam độc đạo, anh sống ở Thái Nguyên cùng gia đình khi có lịch quay mới di chuyển đến Hà Nội và các tỉnh thành khác. Từ lúc kết hôn đến hiện tại, Doãn Quốc Đam hiếm khi chia sẻ những thông tin, hình ảnh mới của bạn đời. Nam diễn viên muốn khán giả nhớ đến mình nhiều hơn qua các vai diễn thay vì những câu chuyện đời tư. Không chỉ có Doãn Quốc Đam mà nhiều ngôi sao khác của màn ảnh VTV cũng hạn chế chia sẻ về gia đình như Quang Sự, Thanh Sơn, Duy Hưng. Hiện Doãn Quốc Đam vẫn đang tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất. Sau hơn 12 năm miệt mài cống hiến với những vai phụ, nam diễn viên có vai chính đầu tiên trong phim Độc Đạo đang lên sóng. Tuy nhiên, Doãn Quốc Đam cho rằng từ trước đến giờ, vai diễn nào anh cũng xem là vai chính và luôn làm hết mình. Trong Độc Đạo, Doãn Quốc Đam đảm nhiệm vai Hồng, người đàn ông có quá khứ đau thương. Hồng được ông trùm Lê Toàn nhận làm con nuôi. Trong tập phim mới, Lê Toàn qua đời trong vòng tay Hồng, ông gửi lời xin lỗi đến con trai cưng.
sau khi Độc Đạo lên sóng, diễn xuất của Doãn Quốc Đàm và dàn ca Gạo Cội nhận nhiều lời khen có cánh. Khán giả xem đài vô cùng tò mò về cái kết của Hồng ở chặng đường cuối. Vừa qua, Doãn Quốc Đàm có màn hội ngộ bà xã màn ảnh Lan Phương cùng nhiều đồng nghiệp ở Cánh Diều Vàng 2024. Trên thảm đỏ, nam diễn viên gây ấn tượng bởi ngoại hình lãng tử, phong độ. Chia sẻ sau sự kiện, Lan Phương đặt kỳ vọng vào màn tái ngộ với tình màn ảnh sau gia đình mình vui bất thình lình. Ngoài công việc diễn xuất, Doãn Quốc Đàm cũng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Nam diễn viên và các đồng nghiệp vừa trực tiếp xuống vùng lũ để hỗ trợ bà con. Thái Nguyên quê nhà của anh cũng là một trong những tỉnh thành chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.